Hiện nay, nguồn mô tạng hiến tặng ở nước ta chủ yếu từ người hiến sống chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết não, chết tim còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Thời gian qua, các chuyên gia của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã đi tham quan học tập mô hình của Malaysia, Tây Ban Nha và Hàn Quốc, khởi động thành lập chi hội vận động hiến mô tạng tại các tỉnh thành và các tổ tư vấn hiến mô tạng tại các bệnh viện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tới đây sẽ có ngày hiến mô tạng quốc gia và cũng là để tri ân những người đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế và Hội vận động hiến tạng khẩn trương tiến hành các thủ tục, tục cần thiết để chúng ta xin chính phủ ngày mà chúng ta tạm gọi là ngày chiên người hiến ghép mô tạng đặc biệt là chúng ta cần phải thấm sâu cái tinh thần Ở hôm thủ tướng phát động mở lòng nhân ái lan tỏa yêu thương thắp sáng niềm tin tiếp nối hy vọng gieo mầm sự sống vì cho đi là còn mãi chúng tôi cho rằng đây là một thông điệp hết sức ngắn gọn và nhân văn ý nghĩa